Chào các em, hôm nay chúng ta đã có 999 thành viên đăng ký vào kênh Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá kênh xem trên kênh Vui học tiếng Nga của chúng ta có những điều gì thú vị Đầu tiên để truy cập vào kênh chúng ta sẽ truy cập vào Youtube Và ở trên trang Youtube, trên dòng tìm kiếm chúng ta sẽ dự gõ chữ Vui học tiếng Nga Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy kênh Vui học tiếng Nga cùng một loạt bài của chúng ta ở dưới đây nhưng mà chúng ta sẽ trực tiếp truy cập vào kênh mặc dù ở đây ghi là 991 nhưng trên thực tế là trên trang đã là 999 người đăng ký chúng ta sẽ uh, nhìn thấy cái biểu tượng của em bé ở đây và chúng ta sẽ kích vào từ vui học tiếng Nga và ngay lúc này thì vừa mới có một phút trước đây thôi là 999 người đăng ký thì bây giờ đã 1001 người đăng ký xin uh, chúc mừng hai bạn uh, mới nhất của chúng ta đã đăng ký vào kênh Vui Học Tiếng Nga. Xin lưu ý lại các bạn, để đăng ký vào kênh thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chữ đăng ký ở đây. Có thể là bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Nga nếu các bạn dùng giao diện tiếng Nga. Tiếng Việt là đăng ký. Sau khi chúng ta nhấn nút đăng ký thì chúng ta sẽ bấm vào hình cái chuông này. Đó, khi chúng ta bấm vào hình, hình cái chuông này thì là chúng ta sẽ nhận được bài mới ngay khi mà có bài mới được đăng lên. Lưu ý các bạn là khi các bạn đã đăng ký một lần rồi thì chúng ta không nhấn lại lần thứ hai. Nếu chúng ta nhấn lại thứ lần thứ hai thì chúng ta sẽ lại từ chối đăng ký. Như vậy nhé. Khi chúng ta đăng ký vào kênh Vui Học Tiếng Nga ở đây thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy có mấy bài thôi. Đó. Thế và chúng ta có thể là chọn tab video. Trên tab video của chúng ta sẽ có rất nhiều các bài học. Ở đây hiện nay là có rất nhiều những bộ bài và mỗi bộ bài thì lại có rất nhiều các bài học. Ở đây chúng ta nếu kéo xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái số lượng bài học của chúng ta rất lớn. Về nhiều ngữ cảnh khác nhau và nhiều kiểu bài học khác nhau. Thì có một phương pháp mà dễ làm việc hơn nữa đó là chúng ta sẽ chọn danh sách phát. Bấm vào danh sách phát thì chúng ta nhìn thấy ở đây có bộ bài học đường đến nước nga bộ học tiếng nga cơ bản bộ học tiếng việt dành cho người nga và bộ học chữ cái tiếng nga và sau đó nữa là bộ học tiếng nga qua skype thì ở đây là đối với tiếng nga chúng ta có bốn bộ là học tiếng cơ bản học chữ cái tiếng nga học tiếng nga qua skype và bộ giáo trình đường đến nước nga thì bộ giáo trình đường đến nước nga này đang trong quá trình xây dựng cũng như là bộ học tiếng Nga cơ bản chúng ta thì cũng sẽ làm bài đăng lên thường xuyên. Nếu đối với tất cả các bạn mà mới bắt đầu học tiếng Nga mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bảng chữ cái. Chúng ta bấm vào bảng chữ cái tiếng Nga. Khi vào đây bảng chữ cái tiếng Nga thì ở đây chúng ta chọn bài số 1, 1 2 3 4 5 có 5 bài ở đây thì chúng ta chọn bài 1. Đây chọn bài 1. Đó xong sau đó bài 2 bài 3 bài 4 bài 5 thì mỗi một bài này chúng ta sẽ học mỗi bài này nó dài độ khoảng 40 45 phút. À, mỗi bài này chúng ta sẽ học à, cứ cho là trong độ khoảng 3 ngày đi. Các bạn đừng học nhiều. Các bạn đừng học cùng một lúc tất cả các bài, các bạn cứ học nhẫn nha. Một bài các bạn học kỹ bởi vì nó có nhiều từ mới. À, tại sao tôi chia cái bộ học tiếng Nga này thành 5 bài? Bởi vì là mỗi một bài thì chúng ta chỉ học à, 5 6 từ thôi chứ chúng ta không học theo như kiểu một số bạn là giới thiệu bảng chữ cái tiếng Nga thì đúng là giới thiệu thật giới thiệu qua thôi còn người ta cũng chẳng chẳng nhớ được là đọc như thế nào và có những từ liên quan như thế nào. Ở đây mỗi bài thì lại có những từ liên quan. Ví dụ đây là chúng ta xem là đây ví dụ âm a chẳng hạn. Chữ a chẳng hạn thì chúng ta sẽ học được bốn từ. Đó. Hoặc là ở đây tôi dạy hướng dẫn cả cách viết. Chữ đây chữ b là, là viết thường và viết hoa như thế nào đó thì nói chung là cái bộ dạy chữ cái này rất là kỹ cho nên các em chịu khó xem kỹ cứ hai ngày ba ngày các em xem một bài sau khi các em đã học xong cái bộ chữ cái tiếng nga này rồi thì các em có thể là học tiếp theo cái bộ học tiếng nga qua skype đó là học kể cả từ vựng ngữ pháp và cấu trúc câu khá khá cơ bản à, các em chịu khó học ở đây chỉ có 22 bài thôi các em chịu khó học trong một tháng để nắm được cái kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Nga. Và đồng thời trong quá trình học chúng ta cũng sẽ nắm được rất nhiều về từ vựng cũng như các mẫu câu. Sau đó thì chúng ta sẽ học sang phần học tiếng Nga cơ bản. Học tiếng Nga cơ bản thì ở đây có hiện nay có 59 bài là chia theo từng ngữ cảnh riêng biệt. Ai thích học bài nào thì chọn bài đó không dứt khoát là phải học từ 1 cho đến 59 Mà các bạn có thể học bài 1, bài 3, bài 5, bài 7 Những cái bài mà các em thấy là những cái ngữ cảnh nó phù hợp với cái cuộc sống của các em Đấy, Khi mở ra thì các em sẽ nhìn thấy là ví dụ giới thiệu làm quen này Cách mời khách vào mua hàng ở chợ này Đó, hoặc là năm câu cửa miệng mà người Nga thường nói này Đó, tất cả các em cứ mỗi một bài các em học kỹ Xong một bài thì các em học sang bài khác Tiếp theo nữa thì có một số bạn thì thích cái bộ giáo trình đường đến nước Nga thì các em có thể bắt đầu ở đây. Hiện nay mới có hai bài thôi, bài 1, bài 2 nhưng chia mỗi bài là chia là 6 7 bài nhỏ. Thế cho nên là mỗi bài chỉ trong khoảng 10 đến 12 phút để làm sao mà các em học nó đỡ nhàm chán. Học hết một cái bài các em lại nghỉ và sau đó lại tiếp tục học sang bài khác và cố gắng là học đến bài nào thì học kỹ, học thuộc luôn bài đó. Thì đây là tôi vừa giới thiệu qua với các em là cái phần À, khám phá cái trang tự học tiếng Nga à, Nếu mà các bạn đi hết tất cả những cái bài này thì tôi tin tưởng rằng là các bạn đã có một cái khái niệm rất cơ bản về tiếng Nga và bắt đầu có thể là có một cái số lượng từ khá cơ bản để chúng ta có thể là bắt đầu tự học tiếng Nga một cách tự tin và dần dần có thể là làm quen nghe được tiếng Nga và nói chuyện được bằng tiếng Nga với người nước ngoài à, với người Nga thế và trong quá trình bắt đầu từ hôm nay trở đi thì tôi sẽ cố gắng đăng bài thường xuyên à, có thể là hai hôm đăng một bài hoặc là có thể một tuần đăng ba bốn bài để cho các em học à, mong các em là chịu khó theo học và góp ý thường xuyên đồng thời là để ủng hộ cho kênh phát triển thì các em cũng thường xuyên chia sẻ bài trong facebook à, bấm like ở trong youtube và nếu có thể thì là các em cố gắng cố gắng là học À, trực tuyến tức là gì là không tải bài về nhà bởi vì là theo như kinh nghiệm ý, khi mà các em tải về thì là các em yên tâm rồi có bài rồi các em không học nữa và các em sẽ không bao giờ học cả à, không phải là các em tải về để rồi sau đó là các em lôi ra học đâu không bao giờ thế mà khi các em đã tải về là chỉ có những người người ta thích sưu tầm dữ liệu sưu tầm về xong bắt đầu có cả đống dữ liệu sưu tầm hết ngày này qua ngày khác hết năm này qua năm khác cuối cùng là vẫn không học được một tí nào cả thế vậy thì tốt nhất là các em để nó để bài trên mạng và các em trực tiếp học học đi rồi lại học lại thế và như vậy là thứ nhất là nó không làm cho đầy cái máy tính của các bạn cũng như là đầy cái uh, cái điện thoại của các bạn mà các bạn sẽ cần bài nào các bạn vào học bài đó xong sau đó thì là chúng ta học luôn ở trong mạng và chúng ta không tải về thì lúc đó là chúng ta sẽ có một cái tâm thế để chúng ta học thế tôi nói tại sao như vậy bởi vì là rất nhiều bạn nói rằng là thầy cứ đăng bài nào lên thì em lại tải về bài đó thì tôi cũng một phần thì cũng rất là vui thôi các bạn yêu thích những cái bài học của tôi thì các bạn tải về để làm kho dữ liệu thì cũng tốt thôi nhưng mà nó lại khổ một gái rằng là các em đã tải về rồi thì là các em không học nữa đó cũng là cái cách mà các em hỗ trợ cho tác giả của những cái video này ở trên mạng cũng như là tất cả tất cả những cái video mà nằm ở trên trang uh, trên uh, cái uh, trang YouTube. Thực chất ra thì tôi cũng rất thích làm các bài học cho các bạn nhưng mà rất tiếc rằng là cái lượt chia sẻ của các bạn rất ít và số lượt xem rất ít. Ê, kể từ khi mà sau khi nhận thấy là những bài học đăng ở trên cái uh, kênh cũ ấy, nó rất tản mạn và các em rất khó xem. Thế cho nên là tôi đã chuyển sang cái kênh mới này. Thì từ khi chuyển sang kênh mới này thì cái sự tiến triển nó khác hẳn và các em cũng dễ tìm kiếm hơn lượt xem cũng tập trung hơn, thế và các em cũng dường như là yêu thích hơn khi mà mở một cái kênh ra thì toàn những bài học chứ không bị lẫn những cái video của các chủ đề khác. Như vậy là cho đến ngày hôm nay là chúng ta đã có tròn 1.000 người đăng ký trên kênh YouTube, à, đó là một cái sự thành công rất lớn của kênh vui học tiếng Nga của chúng ta và tôi cũng xin chân thành cảm ơn các em đã đăng ký vào kênh thế và trong những thời gian tiếp theo thì mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh và bằng cách là chia sẻ bài và xem trực tuyến ở trên kênh YouTube chứ không tải bài về bằng cái cách đó thì các em sẽ hỗ trợ cho kênh phát triển ngày một nhiều hơn và lẽ dĩ nhiên là khi mà các em xem trực tuyến thì mỗi lần học thì nó sẽ là một lượt xem thế nếu như các em tải về thì các em chỉ xem một lần thôi. Thế và các em có xem bao nhiêu lần nữa ở ở uh, live thì tôi cũng <laughs> không nhìn thấy được. Thế và lẽ dĩ nhiên nó cũng không phải là cái sự động viên. Cho nên tốt nhất rất mong các em chân tình ủng hộ để làm sao mà chúng ta có một cái kênh phát triển phong phú, nhiều bài học vừa có lợi cho các em và cũng là cái sự động viên lớn đối với tác giả, người sản xuất ra video. Uh, cảm ơn các em và chúc các em thành công.